Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế trên kênh tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy 3 pháo M77 Tổng thống Nga Putin sẽ thăm Trung Quốc vào tháng 5 Nga cảnh báo NATO về kịch bản đặt vũ khí hạt nhân ở Ba Lan 3 pháo M77, 5 trạm tác chiến điện tử và 2 kho đạn bị phá hủy, 200 UAV bị rơi, 5 trạm tác chiến điện tử, 2 kho đạn và bắn rơi 200 UAV Ukraine trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến độ hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine. Theo hướng Copian, các đơn vị từ nhóm lực lượng Japat của Nga đã có được các tuyến có lợi thế hơn. Họ tiêu diệt nhân lực và trang bị của các lữ đoàn cơ giới số 14, 63, xe tăng số 3, xung kích số 3, lữ đoàn không vận số 77 của lực lượng vũ trang Ukraine gần Stemakhoka, Cộng hòa Nhân dân Lugan, Gluskoka, vùng Kharkov, Toskoi, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và vùng lâm nghiệp Serebrasky. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 30 binh sĩ, 2 xe bán tải, 3 khẩu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất và 3 hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire, Grad và HIMARS do Mỹ sản xuất. Ở hướng Donetsk, các đơn vị từ lực lượng chung của Nga đã cải thiện tình hình dọc chiến tuyến. Họ đã đánh bại các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 56, các Lữ đoàn cơ giới số 28, 30, 93, các Lữ đoàn tấn công đường không số 79, 92, lữ đoàn máy bay cơ giới số 46, 81 của AFU gần Belogoroka, Belaja Gora, Ilinka, Konstantinoka và Karasnogoroka. Một cuộc phản công do phân đội xung kích của lữ đoàn cơ giới 80 AFU phát động đã bị đẩy lùi gần Karasnoi. Tổn thất của AFU ở hướng trên lên tới 500 lính Ukraine, hai phương tiện cơ giới, một hệ thống pháo tự hành Paladin 155mm, hai pháo phản lực M777 155mm do Mỹ sản xuất. 5 trạm tác chiến điện tử Nota, Alap, Bukovel AD và hai kho đạn dược. Ở hướng Adika, các đơn vị từ nhóm lực lượng Tisen của Nga đã cải thiện tình hình chiến thuật và tấn công nhân lực trang bị của Lữ đoàn Bộ binh cơ giới số 59, Lữ đoàn cơ giới số 23, 115 của AFU, gần Nogoroskoi, Akhageskoi, Sokol và Kaloka, Donetsk. Bảy cuộc phản công của Trung đoàn tấn công đường không độc lập 78, Jagger thứ 71, bộ binh 142, lữ đoàn cơ giới 24 và 100 của AFU đã bị đẩy lùi gần Novo Bamutoka, Simionoka, Ocharetino, Netailovo, Keramik và phía đông bắc, Noso, Yoloka, Dones. Tổn thất của AFU ở hướng trên là hơn 350 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới. Trong quá trình tác chiến phản pháo, Ukraine đã mất một hệ thống pháo tự hành Paladin 155mm, một pháo tự hành M102 105mm do Mỹ sản xuất, một hệ thống pháo tự hành Akashija 152mm, một pháo tự hành MSTAB 152mm và một khẩu pháo D20 152mm. Hướng Nam Donetsk, các đơn vị từ nhóm lực lượng Vostok của Nga đã có được các phòng tuyến thuận lợi hơn. Họ tấn công hỏa lực vào các vị trí lữ đoàn bộ binh cơ giới số 58, lữ đoàn cơ giới số 72 của AFU, các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 102 và 128 gần Guliapoli, vùng Japorohi, Uleda, Staromarovsky và Urojanoi, Donetsk. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 90 quân, một xe bọc thép chở quân, 4 phương tiện cơ giới và một khẩu pháo FH-70 155mm do Anh sản xuất. Ở hướng Kherson, các đơn vị từ lực lượng Dnipro của Nga đã gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới số 28-65 của AFU. Các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 103, 121 và lữ đoàn vệ binh quốc gia số 23 Ukraine gần Robotino, Mali, Cherbaki, Nikopol, Kapuloka và Mikhailoka cũng trúng hỏa lực Nga. Tổn thất của AFU ở hướng trên là 30 lính, 5 phương tiện cơ giới, một pháo tự hành M777-155mm do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành D30-122mm. Các lực lượng Nga đã tấn công đội hình lính đánh thuê quân đoàn nước ngoài của Ukraine và nhân lực khí tài quân sự của AFU ở 122 khu vực trong ngày. Các cơ sở phòng không Nga đã bắn hạ 200 UAV của Ukraine trong ngày. Tổng thống Nga Putin vào hôm 25 tháng 4 cho biết ông dự định thăm Trung Quốc vào tháng năm tới. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trong nhiệm kỳ mới của ông Putin sau khi ông tiếp tục nắm cương vị Tổng thống Nga sau cuộc bầu cử vào tháng 3 vừa rồi. Chuyến thăm gần đây nhất của ông tới Bắc Kinh là vào tháng 10 năm 2023. Trước đó, ông Putin đã cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký thỏa thuận hợp tác không giới hạn vào tháng 2 năm 2022, ngay trước khi thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Bắc Kinh khẳng định không cung cấp sự hỗ trợ quân sự gây sát thương trực tiếp cho Nga và thể hiện quan điểm trung lập trong cuộc xung đột Ukraine. Hiện Trung Quốc cũng đang có kế hoạch 12 điểm cho đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Hồi đầu tháng 4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới Bắc Kinh và có cuộc gặp với nhà lãnh đạo nước chủ nhà. Chuyến công du này được cho là nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Nga Putin tới Trung Quốc vào tháng 5 tới. Các nhà lập pháp Nga cũng vừa cho biết lễ nhậm chức Tổng thống Nga của ông Putin dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 5. Hiện tại, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cũng đang có chuyến thăm quan trọng tới Trung Quốc. Trong chuyến thăm 3 ngày đang diễn ra, ông Blinken sẽ gặp các nhà lãnh đạo hàng đầu của Bắc Kinh để thảo luận về các vấn đề kinh tế, cạnh tranh và cả cuộc xung đột ở Ukraine. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố Trung Quốc phải ngừng ủng hộ cuộc chiến của Nga ở Ukraine nếu muốn có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, sự giúp đỡ của Trung Quốc rất quan trọng đối với nỗ lực chiến tranh của Nga, vì Bắc Kinh đang thúc đẩy nền kinh tế thời chiến của Moscow bằng cách chia sẻ công nghệ cao như chất bán dẫn. Năm ngoái Nga đã nhập khẩu 90% thiết bị vi điện tử từ Trung Quốc được sử dụng để sản xuất tên lửa, máy bay, xe tăng. Trung Quốc cũng đang nỗ lực cung cấp cho Nga những khả năng và hình ảnh vệ tinh được cải thiện, ông Stoltenberg nhấn mạnh. Trung Quốc nói rằng họ muốn có mối quan hệ tốt đẹp với phương Tây đồng thời Bắc Kinh tiếp tục tiếp sức cho cuộc xung đột vũ trang lớn nhất ở châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Họ không thể có cả hai điều này. Tổng thư ký NATO nói thêm. Ông Stoltenberg cảnh báo các đồng minh phương Tây không trở nên phụ thuộc vào Trung Quốc như họ đã từng phụ thuộc vào Nga. Các quan chức Mỹ cho biết Trung Quốc không hỗ trợ quân sự trực tiếp, nhưng đã cung cấp các linh kiện, bộ phận lưỡng dụng giúp Nga đẩy mạnh hoạt động sản xuất quân sự khi viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine bị trì hoãn trong vài tháng qua. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan cảnh báo các cơ sở hạt nhân của NATO nếu nằm trên lãnh thổ Ba Lan sẽ trở thành mục tiêu quân sự của Moscow. Việc mở rộng thực hiện các nhiệm vụ hạt nhân chung của NATO bất kể trên lãnh thổ quốc gia nào hoàn toàn là động thái gây bất ổn. Trên thực tế đó là mối đe dọa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói trong cuộc phỏng vấn. Ông Ryabkov nói rằng cách tiếp cận các nhiệm vụ hạt nhân chung của các nước NATO gần biên giới Nga làm trầm trọng thêm các mối đe dọa an ninh. Tôi thậm chí chưa nói về việc triển khai thường trực vũ khí hạt nhân. Điều cũng đang được thảo luận sôi nổi bởi những cái đầu nóng ở Vassava. Tất cả chính trị gia đang nhiệt tình thảo luận về kế hoạch như vậy ở Ba Lan. Và hơn nữa, phải hiểu rằng, điều đó sẽ không tăng cường thêm an ninh cho Ba Lan, mà chỉ khiến các cơ sở đó trở thành mục tiêu hàng đầu trong kế hoạch quân sự của chúng tôi. Nhà ngoại giao Nga nhấn mạnh, Ông Ryakov mô tả cuộc thảo luận đang diễn ra về việc triển khai các cơ sở hạt nhân của NATO ở Ba Lan là một câu chuyện đang tiếp tục tiếp diễn. Ông cho biết Moscow giám sát chặt chẽ cách Vasava giải quyết vấn đề này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ba Lan cho biết sẵn sàng tiếp nhận vũ khí hạt nhân nếu NATO quyết định triển khai. Nếu các đồng minh quyết định triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng tôi như một phần của việc chia sẻ hạt nhân nhằm củng cố sườn phía đông của NATO, chúng tôi sẵn sàng thực hiện điều này. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói trong bài phát biểu theo ông Juza, chủ đề cho phép Mỹ triển khai vũ khí hạt nhân đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ba Lan gần đây. Với tư cách một quốc gia thành viên NATO, Ba Lan có một số nghĩa vụ nhất định. Về phương diện này, chúng tôi đang chỉ đơn giản thực hiện một chính sách chung, ông Juza tuyên bố. Theo ông Juza, sở dĩ Ba Lan khẳng định lập trường theo tuyên bố trên do Nga đang ngày càng quân sự hóa vùng đất Kaliningrad giáp Ba Lan và Litva. Ông nhấn mạnh thêm việc Moscow đã triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố quyết định triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus, quốc gia láng giềng và cũng là đồng minh chủ chốt của Moscow vào năm ngoái. Thời điểm đó, chủ nhân Điện Kremlin nói rằng việc Anh quyết định cung cấp đạn uranium nghèo cho Ukraine chính là nguyên nhân buộc Moscow làm điều này. Ông Putin cũng chỉ ra rằng Nhà Trắng đã đạt vũ khí hạt nhân ở châu Âu trong nhiều thập niên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào hồi tháng 1 cho biết, Moscow xem kho hạt nhân của Mỹ, Anh và Pháp là những vũ khí hạt nhân duy nhất nhằm vào Liên bang Nga, do NATO đã tuyên bố Nga là mối đe dọa chính. Ông Lavrov tiết lộ thêm rằng, Moscow đã tiết lộ kịch bản này trong chính sách hạt nhân. Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố chiến tranh hạt nhân là điều không bao giờ được phép xảy ra, đồng thời khẳng định Moscow chưa bao giờ sử dụng kho vũ khí nguyên tử với mục đích đe dọa đến đây thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất xin chào và hẹn gặp lại